Good morning các bạn. Đẹp trai không? Nhiều người kêu mình nên nhuộm tóc. Đúng ra thì mình cũng thường thường hay nhuộm tóc lắm. Tại vì tóc mình bạc từ hồi 40 tuổi lận. Bây giờ là mình gần 60 rồi. Cho nên cái đầu nó bạc hết rồi. Lâu lâu mình nhuộm lại cho mình thấy hồi xuân, cho mình có cái đời nó vui tươi chút xíu vậy đó. Hôm nay thằng con nó muốn ở lại trường chơi đến 4 giờ mới rước. Mình làm việc xong rồi kiếm được chút đỉnh có cháo ăn. Cho nên muốn ra đây hít thở không khí sạch của cái khu nhà này. Rất là vắng vẻ. Thậm chí nhiều người nói cái khu này giống như là một cái chùa Bà Đăng. Bà Đăng, Bà Đen. Món tanh như chùa Bà Đăng. À dạ, này Bà Đăng. Tóm lại mình đang làm việc từ sáng đến giờ. Khi thả anh con xong xuống dưới trường rồi mình về làm việc chút tỉnh, kiếm được chút cháo. Hôm nay kiếm được lai rai. Nghĩa là trung bình á, mỗi ngày kiếm được như vậy là sống thoải mái thôi. Không giàu, không nghèo, đủ tiền trả. My goodness, cái nhà bữa hôm nay nó quá đẹp luôn. Không khí thật là sạch. Tóc cắt ngắn xong rồi cái mình nhuộm lại, tự nhuộm á. Mua thuốc nhuộm ở ngoài có chừng 10 đồng về nhuộm. Lúc đầu không biết nhuộm cái nẻo đen thu lui. Sao biết được thì mình cẩn thận nó không có bị cái thâm. Người nào không biết nhuộm tóc á, nhuộm xong cái ra cái đầu nó đen thui lùi, cái trắng nó trắng bị đen thui lùi luôn. Trẻ không? Nghĩ các bạn nghĩ trẻ không được bao nhiêu tuổi? Mình là 59 rồi đó. Bây giờ là coi như trẻ được bao nhiêu ta? Mình cho từ được xuống 5 tuổi. U đầu thành u tứ. U tú. Nói cứ mỗi ngày kiếm được chút đỉnh vậy là mình vui rồi, không có gì buồn hết. Nói tóm lại, thật ra mấy nay mình chia sẻ tại sao mình rảnh rỗi mà đi làm lót rồi chỉ có rước con thôi á, là tại vì mình tìm được một cái mánh khóe để mà mình kiếm tiền đó. Mình chia sẻ các bạn một hai ngày hôm nay. Thì từ đây đến sau mình sẽ không nói đến cái vấn đề này nữa. Để mà con người ta nói mày khoe khoang, mày nọ nữa. Mệt lắm. Anyway, đời là thế đó. Tại vì mình cũng bực. Người xong có lúc người có khúc, có lúc mình bực mình cái nó. Mình muốn ui cắt cỏ thôi, mình đi chỗ này hướng này. Đi hướng đó cắt cỏ ôm sồm á, mình đi hướng này. Đang nói gì mất tiêu rồi. Anyway, mình chia sẻ vài hôm nay là cái cách mình quyết định làm sao mà mình bỏ việc làm. Với cái tuổi lúc mình bị tim là 55 tuổi thì mình lúc đó mình cũng vài năm rồi, 3-4 năm rồi. Thì mình cũng dự định trước, trong lúc đi làm á, mình quyết định mình sẽ nghỉ làm vậy. Mình cũng phải có đường, có lối tính đường mà đi, biết không? Coi YouTube có nhiều người họ rất là không có nghề nghiệp gì hết, mà là
bí tắc nữa, nhưng mà họ cũng tìm lối họ sống. Thì lúc trong lúc mình làm mình không có vui được trong cái việc làm mình không thích nữa, stress quá rồi bị tim nữa, rồi nó mình phải tìm lối mình đi. Thì đó là một cái cách mình giải quyết. Bây giờ mình sống vui, sống mình thấy thoải mái hơn, có thế thôi. Và hôm nọ thì mình tự nhiên thấy người ta là một hai ba cái đứa nó nói nhiều cái sốc quá, là mình thấy hơi bực bội. Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn vậy đó. Anyway, từ đây về sau mình cũng không nói về vấn đề làm stock, làm YouTube kiếm tiền này nọ, cứ chia sẻ các bạn mỗi ngày mình có lúc vui có lúc buồn vậy đó. Hôm qua là trời lạnh, bữa nay cũng cũng hơi lạnh nhưng mà không đến nổi. Đi tới lui ngoài đây đang chờ cái đến giờ đi rước con thôi vậy các bạn. Tương lai thì khi mà con nó độc lập được rồi thì mình tự do, mình có sẽ một cái quyết định làm việc khác. Lúc đó thà hồ đi du lịch, đi đây đi đó, chia sẻ với các bạn về như trên YouTube vậy đó. Xong rồi kiếm tiền mua camera, mua máy móc chơi. Ôi trời ơi, cười mà ren nông nổi. Có lúc bực sức nói vài câu. Ôi, cái cây này nó muốn chết, nó không còn lá gì hết, nhưng mà cái cảnh nó đẹp phải không? Như cái cây bonsai. What the heck quá. Nói cái gì cũng quên mất tiêu rồi. Đi nãy giờ không có hàng xóm nào đâu mày hết trơn nha. Không có ai say hi, say hi gì hết. Ngày xưa mình ra đây thì gặp cà lôi. Hey. Telemarketer. Cái AT&T với lại cái gì nữa đó, cho mình biết là ba cái phone mà nó gọi, nó gọi mình nó bán đồ đó, khỏi mất công trả lời nhức đầu. Sạch sẽ không khí hít đã đấy, hít như xì ke vậy đó. Vẫn hay các bạn. Nhìn bên đây không có ai, nhìn bên đây cũng chẳng có ai. Muốn vui thì đi xuống ở San Jose này thì chỉ xuống downtown, không thôi thì chạy lên San Francisco District, gọi là Financial District, Chinatown thì lúc nào cũng bận rộn. Ok thôi mình đi vô lại, nghỉ mệt chút xíu, chở con đi học, rước con đi học. Cái lúc mình cũng nghĩ không biết mình có nên giữ cái Costco membership, mỗi năm phải trả tiền phí hai cho con mua ăn nè. Thật ra thì có mình một thằng con mình nó ăn đồ. Tính đi tính lại thì cũng ok. Mình đổ xăng hàng tuần, hàng hai tuần, và mua đồ ăn này nọ là cứ năm thì trả tiền phí này nọ rồi cũng có. Cái rồi là tiền cashback nó cũng bù vô đó lại, nhưng mà cũng ngoài vốn
cho nên mình thấy cũng ok lắm. Anyway, đến lúc phải đi vào Costco mua đồ thôi. Cái rượu ơi, có rượu nào ngon không? Cái rượu đồng này hồi Tết chắc bán ế nó sao tặng dư quá trời. 100 đồng một chai. Bán thịt thì rất là tươi, mình thích. Nhưng mà mình lúc này cũng không ăn, dám ăn thịt bò. Nên lâu lâu thấy thịt bò tốt thì mình mua bỏ tủ lạnh. Rồi trời, bịch này tới 50 đồng lận. 3 cục to thế sợ. Chừng nào về An Giang thăm mấy thông nữ miền Tây rồi gì mình đem về ăn ha. Nói trời, thấy cái tên đó, nhiều Việt kiều về ghé thăm dễ sợ luôn nha. Mình thấy ghen tị, không ai thương mình hết trơn. Ai đón mình về không ta? Đây, mua đại đi. Cái cua hoàng đế này mình ngắm hoài mà mình thấy nó mắc quá trời à. Cái này thấy có mấy que mà nó bán 50 đồng. Nó có cục này ăn với cục này. Mấy này là xưa vỏ không. Còn này thì tới gần 100 đồng bạc mà có mấy que. Mắc quá. Tôm hùm. Tôm hùm thì tụi Mỹ nó ăn có cái đuôi không à. Nó có cái này coi 83 đồng. Mắc quá. Bịch trà xanh này, matcha này. Thôi mình mua pha uống ná thở không hết. Còn cái cacao powder này hồi nhớ mình hồi nhỏ là thích lắm nè. Hồi Việt Nam á. Trời ơi, có cái cacao này mà pha nước lên bỏ đường vô ha. Có được cần đường không ta? Nó thơm, thích lắm. Thuốc này mình tính kèm mua nè. Tại cái vai mình nó nhức quá. Cái joint đó. Vào Costco chóp nhoáng chứ mua cũng có 2 cục thịt. Một cái mac and cheese, cái một dĩ mac and cheese. Thằng con nó thích ăn cái đó, mình chỉ có chiên một miếng thịt lên rồi cái mac and cheese hâm lại. Rất là gọn. Rồi thôi cũng chẳng có gì mua, có mua cái loại thuốc là move free quên mất rồi. Cái dai mình à, cái joint, cái khớp á. Mỗi lần mà mình giói cái tay mình lấy cái gì cái là nó giống như nó bị muốn, nó giống như nó rất là đau á. Thì mình nghĩ là bị khớp xương đau á. Mình uống thử coi nó có hết không, không hết thì mình phải đi bác sĩ rồi. Bác sĩ nhiều khi nó phải chích thuốc. Nặng lắm rồi thì phải thay luôn cả. Phải thay luôn cái cục xương tủy, cái ống xương đó. Và mình nhiều cái hồi đó mình nghĩ trời ơi mấy ông già bà già thấy khổ đủ thứ chuyện hết. Bây giờ thì gần 60 cái nó mình cũng xảy ra nhiều thứ bệnh biến chứng y chang. Sáng thức dậy mà không có đau này đau nọ là thấy vui rồi. Nhiều người nói trời ơi làm gì mà bi quan dữ vậy. Nó phải, tại vì cái tới tuổi này có người ta bị, người ta không kể ra thôi chứ ai cũng không bị. Mình cũng đi thể dục thể thao hàng ngày cũng cả 2 năm nay rồi mà nó cũng đâu có tránh khỏi đâu. Đến lúc đó là cái xương nó, cái tủy nó với cái xương mà cái chất nhờn ngay chỗ cái joint là cái gì ta, cái khớp xương á, nó không còn trơn nữa, nó đau thôi. Người đau ít thì người đau nhiều, người complain người thì không complain, người thì nói ra người không nói ra vậy thôi. Tới tuổi này ai không bị.
vô cái chợ cái mình nhìn cái số độc đắc của cái Powerball là ai trúng mất tiêu rồi, trời ơi 300 mấy chục triệu, quá nhiều luôn. Mấy tháng trời không ai trúng hết, là người trúng mà có một người trúng quá chừng. Nhìn vậy cái giải thứ hai còn 5 triệu mấy, 6 triệu chứ. Cái thôi kệ mua đại đi, lỡ có trúng giải số 2. Giải số 2 6 triệu bạc là quá đã rồi. 6 triệu là đủ về Việt Nam làm từ thiện cho chân dài. Ốp, đi lộn. Từ thiện. Ê, vui. Ok, ngồi đây chờ vài phút con nhóc nó ra. Nó thường thường là mình đón nó ra sớm hơn, nhưng mà hôm nay nó muốn ở lại trong trường nó làm gì đó. Giống như rất lạnh. Ngày pha khoảng hai cái bình nước lạnh này. Gọi là bình thủy. Bỏ chừng mấy cục đá ở đây á, bỏ nước lạnh vô. Nó lạnh thiệt là lâu luôn. Uống đã lắm. Bây giờ thời tiết rất là mát, là buổi sáng lạnh, buổi chiều này thì mát. Ờ, giờ này mà mấy đứa nít trong trường cũng quá trời luôn, tụi nó tan trường cũng cả tiếng rồi. Mấy đứa chơi thể thao còn nó lại chơi, thằng nhóc mình không biết nó làm gì. Nó đâu có vô trong cái đội thể thao nào đâu. Chỉ có chạy bộ rồi gì thì bắt buộc nó làm thôi. Ok, thôi mình ngồi đây chờ tí nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Yay. YouTube bây giờ nó lại đổi thêm những cái quy luật của nó, là về những cái video clip mà mình monetize, là nghĩa là mình up video lên mà mình muốn lấy tiền đó, thì họ sẽ review cái video clip mình, họ thích, họ coi nếu như video đó nó có lợi ích cho cái những cái quảng cáo không. Cho nên ví dụ như họ chứng trên cái thumbnail của mình, ví dụ mình nói nó một đường, mình nghĩa là mình gọi là câu view á, là họ cũng không thích nè ha, rồi cái đó mình thấy cũng ok. Còn cái nhiều cái như là nội dung mà nó họ không thích á, nghĩa là nói về chết chóc rồi khủng hoảng hay là này nọ đó mà họ không thích thì coi như là không có bỏ quảng cáo lên trên những cái kênh đó. Ví dụ là hay là họ coi những cái kênh mà về con nít này nọ đó, thấy không có quảng cáo thì họ sẽ không có quảng cáo. Rất là nhiều YouTuber complain, mình cũng bị một hai cái rồi, nhưng mà mình thấy cái đề tài mình nó cũng không có bình thường thôi, thì cũng hàng ngày mình có cái gì mình chia sẻ cái đấy, nhưng mà họ coi thì họ thấy không có phù hợp với những cái quảng cáo, cho nên họ không có cho quảng cáo lên một cái vài video clip của mình. Cho nên gọi là cái tiền mà gọi là cho quảng cáo nó giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều kênh mà của YouTube ấy bị, nhất là những cái kênh mà nói về chính trị. Có một cái thằng Mỹ trắng ở bên Trung Quốc cũng mười mấy hai chục năm gì rồi, mà sau đó bên Trung Quốc kinh hồn luôn, nó giống như thuộc về một đảng viên cộng sản của Trung Quốc luôn. Lâu lâu cái nó cứ chớp lên cái video nó, tại mình có coi một lần rồi, cho nên cái mỗi lần mình coi một cái YouTuber nào đó rồi thường thường hay cái giới thiệu thêm vậy đó. Mà không có cái video nào mà nó không đứa nào mà cái là nói về Trung Quốc xấu Trung Quốc là nó chửi lại là YouTuber nào mà này. Có nhiều rất rất nhiều Mỹ nó về Trung Quốc nó ở cũng 10 năm rồi, có vợ
Trung Quốc rồi, nhiều đứa nó chịu không nổi rồi nó kéo vợ con nó qua bên Mỹ ở rồi lung tung beng hết rồi. Rồi nó chơi bay Trung Quốc này nọ rồi, thí dụ như là về Internet access rồi đó, thì nó không có giống như thoải mái như ở Việt Nam, phải không? Thí dụ vậy đó. Mà nói đúng ra thì làm YouTuber mà như mình, thí dụ như mình ở Việt Nam hay là ở Mỹ mà mình nói về Việt Nam chính trị thì cũng trục trặc. Cho nên chính trị với lại đạo giáo là mình không có đụng tới, phải không? Anyway, thằng này nó không có cái video nào mà nó không nói về chính trị hết. Cái nó hôm nọ mình thấy nó complain là nguyên một lô video của nó bị demonetize, nghĩa là nó không có cho quảng cáo lên. Nó cự nữ, nó lên nó cằn nhằn. Nó nói là Mỹ ghét Trung Quốc cho nên khi mà nó thiên vị Trung Quốc không có được. Cho nên những người nào mà cứ làm YouTube để mà kiếm tiền đó, thôi mình không có cái này là nó không có cái gì mà gọi là chắc ăn hết. Có một bé ở bên Úc á, người Tàu, người Hồng Kông, sinh đẻ ở Trung Quốc, nó học đại học ra rồi mà chỉ đi làm sao mà chỉ chán quá, chỉ thích làm YouTube, đi cũng như đi thấy mấy người YouTuber làm du lịch rồi mấy cái kênh được cả triệu view rồi 1 triệu subscriber, giờ thấy thành công quá, cô ta chỉ được có 6-7 ngàn subscriber. Mà thí dụ như mỗi một cái tuần chỉ release 2 cái video clip mà chừng 6.000 đến maybe cao lắm 10.000 view, thì mình nghĩ cái income cũng mỗi tháng là chắc cũng chừng 500 đến 800 tháng à, làm sao mà sống nổi. Vậy mà cô ta nói cô ta nhất định bỏ việc làm đi làm full time YouTuber. Nhưng mà tuổi trẻ cũng đến nổi gì, phải không? Tuổi trẻ thấy thất bại thì còn quay lại được. Còn mấy như mình là mình làm cho vui vậy thôi, có tiền chút đỉnh mình lấy mình mua máy móc rồi mình xài, chứ còn không phải để mà mình để mà thu nhập để mà sinh sống. Ai mà làm YouTube để mà kiếm tiền sinh sống thì mình khuyên nó đừng, khi nào mình có tài lắm thì không nói gì, phải không? Dù có tài lắm thì cũng hay YouTube nó cũng có nhiều khách, nó đâu có chắc ăn đâu, có lúc mà nó cấp cái kênh mình gọi là bí luôn. Bây giờ đang móc tiền nhà coi YouTube 1-2 tháng nữa có tiền đủ tiền mua cái khác nữa. Mua cái gì ta, thấy mấy đứa nó ở Việt Nam mà nó làm YouTube mà nó dùng cái GoPro mà sao thấy âm thanh thấy tốt lắm, chạy trên chiếc Honda mà nó nói chuyện vậy nè, nó cầm nó nói chuyện vậy thấy rõ lắm. Sợ có tiếng gió nhưng mà không có đến nổi như mình đi bộ thôi á, mà mình cầm cái máy thường của mình á, máy Canon hay máy gì mà không có chống rung, không có chống gió đó, không có cái micro mà có cái bùi nhùi để mà chống gió, là mình đi là nó gió nó thổi ồn dễ sợ luôn, nghe không có được gì hết á. Vậy mà thấy mình không biết, mình thấy thì nó không khó, không có gắn cái micro gì hết á, mà chỉ cầm cái đó vừa lái xe mà nói nghe cũng rõ, nghe cũng cái tiếng gió nhưng mà không đến nổi, không biết có tốt như vậy không nữa. Để mình tại vì không có chỗ nào để mình thử cái GoPro 8 nè, thấy tôi thấy cũng rất tốt, mai mốt có thể mua cái GoPro 8 xài thử coi. Cái đó là giờ nó bán khoảng 350, nếu như có bữa sale á, bây giờ thấy khoảng chừng 3-4 tháng mới đủ mua. Các bạn ủng hộ nha để mình mua cái vô GoPro. Yeah. Ok thôi mình tạm chào các bạn nha, chúc các bạn cái thứ năm vui vẻ, bye bye.